Sáng nay, Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hưng Yên tổ chức họp để triển khai kế hoạch cưỡng chế thi hành án dân sự đối với ông Phạm Văn Út, bà Dương Thị Thơm cùng địa chỉ chợ Đầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Thi hành bản án dân sự phúc thẩm số 30 năm 2013 của Tòa án Nhân dân tỉnh, Chi cục Thi hành án thành phố Hưng Yên đã ban hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu của người được thi hành án. Theo đó, buộc người phải thi hành án là ông Phạm Văn Út cùng vợ là bà Dương Thị Thơm phải tháo dỡ toàn bộ phần công trình đã xây dựng trên đất của bà Nguyễn Thị Lự, thường trú tại xã Trung Nghĩa, để trả lại cho bà Lự toàn bộ diện tích đất ao và nhà được thể hiện tại thửa đất số 199, tờ số 09, bản đồ 299 tại chợ Đầu, xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên. Tại cuộc họp, Ban chỉ đạo thi hành án dân sự thành phố đã triển khai kế hoạch cưỡng chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban chỉ đạo, ấn định thời gian thực hiện cưỡng chế bắt đầu từ 7 giờ 30 phút ngày 25 tháng 7 năm 2013 cho đến khi thực hiện xong.